Cô chú anh chị và các bạn thân mến, ngay bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt ở thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Và bây giờ Tấn sẽ quay một căn nhà thiết kế theo cái kiểu nhà vườn mini, nghỉ dưỡng, homestay, có hồ bơi, có sân vườn. Thì căn nhà này á, địa chỉ là ấp Trường Giang, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Nhà nằm giữa hai cái chợ lớn nha, cách chợ Long Hoa 2,5 cây, cách chợ Long Hải 1 cây. Cách Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh á, là 3,5 cây ha. Thì cái diện tích ở trên sổ hồng á, cô chú anh chị, là 156,5 m², có 60 thổ cư, còn lại là cây lâu năm vườn. Nhưng mà diện tích thực tế á, là khoảng 250 m². Tức là khi cô chú anh chị sở hữu căn nhà này, chúng ta sẽ lời thêm khoảng 100 m² nha. Là cái khoảng sân vườn này nè, cái chỗ để xe ô tô nè, là chúng ta lời thêm đó. Tại sao lại được thêm khoảng 100 m² này thì chút xíu nữa Tấn sẽ giải thích ha. Sổ hồng chính chủ đứng tên chị Phương, không có qua môi giới trung gian ha. Kênh Nhà Đất Việt Nam là không làm môi giới trung gian nha. Cái chiều ngang ở phía trước mặt tiền á là tới 20,5 m, còn cái chiều dài nè là hơn 13 m. Tổng diện tích trên sổ là 156,5 m², có 60 thổ cư ha. Nhà có hồ bơi, có sân vườn. Và chị Phương bán nhà tặng nội thất nha. Nhà này 2 phòng ngủ. Cái toilet trong nhà là rộng hơn cái phòng ngủ luôn cô chú anh chị. Thì bây giờ chị Phương bán căn nhà này với giá là 1,25 tỷ tặng nội thất nha. Bây giờ Tấn sẽ quay hình ảnh chi tiết và thực tế của nhà vườn mini thiết kế dễ thương này cho cô chú anh chị coi ha. Đây là phía trước mặt tiền của nhà nè cô chú anh chị ơi, có trồng bông hoa cây kiểng rồi ha. Phía trước là có lá gạch vỉa hè nè. Thì cái chiều ngang ở phía trước á, ở trên sổ là 20,5 m. Chúng ta cộng thêm khoảng 5 m bên khoảng sân vườn nữa. Đó, thực tế chiều ngang á là tới hơn 25 m. Thì cái mặt tiền chính là hướng Tây nha cô chú anh chị. Có số nhà luôn nha. Đây. Thì bây giờ Tấn sẽ chia sẻ cái vị trí cũng như nói tại sao chúng ta là được cộng thêm khoảng 100 m² nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy á, ngay chỗ này nè, hiện tại là một cái ngã ba. Đường này là đường số 64 Trần Phú nè, đi ra khoảng 250 m là đường Trần Phú, đường mới vừa làm nhựa rất là bự, lộ giới tới 40 m. Đó, còn cái đường này là đường số 64 lộ giới 10 m. Cái đường số 64 đi vô tới ngay ngã ba này. Thì lúc trước đó cô chú anh chị, là nhà nước dự định sẽ mở cái đường 10 m thông vô đây luôn nè. Đó, mở 10 m thẳng qua đây luôn. Nhưng mà hiện tại là nhà nước chưa có mở. Tấn có xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch á, thì cái khúc này là giờ nhà nước không có mở luôn. Đó là trên bản đồ dự thảo quy hoạch ha. Còn lúc trước là cái chỗ này là đường 10 m nè, mà nhà nước chưa mở luôn nha. Đó, cho nên hiện tại diện tích của căn nhà này là đang sử dụng tạm 5 m của cái đường 10 m ha. Cho nên chúng ta là thấy là có được cái chỗ để xe ô tô, cái chỗ sân vườn rất là dễ thương như thế này. Nói chung là căn nhà thì chúng ta xây đúng diện tích trên sổ hồng. Còn cái phần bên đây nè là chúng ta đang sử dụng tạm 5 m của cái đường 10 m ha. Cho nên là không có xây dựng kiên cố, chỉ làm cái sân vườn với lại che cái mái khung sắt để làm chỗ để xe ha. Có tường xây xung quanh nha cô chú anh chị. Đây, nhìn ra lại cái đường ha. Nhà hướng Tây nha. Rồi, đường này á thì sắp tới sẽ lên nhựa. Bây giờ nhà nước là đang lên nhựa cái đường bên kia là đường số 64. Quên, đường bên đó là đường số 66, là song song với đường số 64 ha. Thì khi làm xong cái đường 66 bên đó là nhà nước sẽ làm tới cái đường này. Đây. Còn căn nhà chính á, thì diện tích chiều ngang á, là tới 20,5 m. Là tính từ cái mí này nè. Tính từ cái bảng số nhà nè. Đó, ngang qua là tới 20,5 m nha. Là tới cái cục điện bên đó. Có xây tường hết nè cô chú anh chị. Đó, phía bên tường đó, bên trong tường là cái hồ bơi đó, bồn nước inox là của nhà này luôn nha.
Thì cái đường nằm ngang nè, cái đường mặt tiền phía trước nhà nè, là tới ngay sau đuôi xe tải là cũng hết đường nha cô chú anh chị. Đó, cho nên cái khu vực này nè là nó yên tĩnh lắm. Bởi vậy căn nhà này thiết kế cái dạng homestay nghỉ dưỡng, làm hồ bơi sân vườn là hợp lý luôn nha, yên tĩnh mát mẻ. Số nhà là 16. Rồi, thì bên đây là cái cổng để đi vô sân vườn, chỗ đậu xe nè. Đó, sân vườn có trang trí mấy cái bánh xe sơn màu, rồi có trồng cây ổi cái này cây kia ha, nó rất là mát luôn. Lát gạch vỉa hè. Đó, và phía bên đây là cái cửa chính của nhà nè. Phía trước có mái che, có đèn chiếu sáng rồi ha. Bây giờ tấn quay á, nhiều khi nó hơi ngược sáng đầu chút xíu, cô chú anh chị thông cảm nha. Đây, cổng nhà thì khung sắt nha. Trong đây là cái kính cường lực nè, kính mờ, kính cường lực. Đó, cửa hai cánh. Bên trong á, cái sàn nhà nè cô chú anh chị, là gạch giả gỗ. Đó, nhìn y chang là sàn gỗ luôn. Rồi, vô coi nhà ha. Nhà này á, là có hai cái cửa thông qua hai bên nè cô chú anh chị thấy không? Một bên á, là đi ra cái sân vườn chỗ đậu xe, còn một bên á, là thông ra cái sân vườn bên đây có hồ bơi. Cái hồ bơi thì nó mini thôi đó, nhưng mà vẫn bơi tốt nha. Thì chị Phương chủ nhà là sẽ tặng nội thất. Chị nói là chỉ mang đi 3 món thôi. Mang đi thứ nhất là cái tivi, thứ hai là cái dàn karaoke, và thứ ba là cái tủ lạnh. Đó, mang đi 3 món thôi, còn lại tất cả là tặng, như là bàn, ghế, bộ salon, hay là tủ, rồi bàn ăn. Nói chung là những cái món còn lại là tặng hết á. Đây, bên trong nhà nè, làm trần thạch cao nha. Cái kiểu nhà homestay nghỉ dưỡng đó cô chú anh chị, dễ thương ha. Đây, cái chỗ đậu xe này rất là thuận lợi luôn cô chú anh chị ơi, cũng như chiếc xe này ha. Đó, là từ ở ngoài đường số 64 á. Đó, chúng ta mở cổng ra thì xe chạy thẳng vô luôn. Đó, khỏi cần quay đầu xe gì hết ha. Rất là tiện nha. Cổng bên đây cũng cổng sắt nè, hoành tráng nè, có xích đu đồ luôn. Để tấn quay cái sân vườn trước cho cô chú anh chị coi ha. Bên dưới thì lát gạch vỉa hè nè, có xây cái tường, và bên trên là có lưới B40 nữa. Chỗ này có bộ ghế đá. Rồi, những cái phòng ngủ nè, đây là hai cửa sổ của phòng ngủ nè cô chú anh chị. Đó, và cái cửa sổ thứ ba là cửa sổ ở dưới nhà tắm á, nhà vệ sinh á, là có cái cửa sổ. Đây, sân vườn ha. Ở sau thì có mấy cây chuối nè, có cây khế, cây cóc, cây ổi. Cây cóc này cũng đang ra trái quá chừng nha. Bây giờ trở lại vào trong nhà, xem nhà hả cô chú anh chị. Cửa khung sắt, kính cường lực, nhà xây tô lăn bê xung quanh hết nha. Đó, cục nóng máy lạnh của hai cái phòng ngủ á, để ngoài đây nè. Đây, phía đối diện nhà cửa hàng xóm đây. Thì định vị Google Maps của căn nhà, Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Bây giờ cái đường số 66 nhà nước đang lên nhựa đó, cho nên từ ngoài đường Trần Phú, cô chú anh chị đi vô bằng đường số 66 á, là sẽ đẹp nhất ha. Còn đường số 64 thì từ từ cũng sẽ lên nhựa luôn. Nói chung là khu vực thị xã Hòa Thành bây giờ nâng cấp về đường xá giao thông rất là tốt. Bây giờ mình sẽ xem căn nhà chính trước nha. Bộ salon. Đây, một cái kệ bếp. Ngay chỗ bếp là có cửa sổ nè cô chú anh chị. Kệ tủ đó nè. Bộ bàn ăn thì để bên đây ha, bàn ăn bằng gỗ luôn. Và hai phòng ngủ nè. Đây, vô coi phòng đầu tiên.
phòng ngủ Tấn thấy là khá là rộng luôn. Đó, có cái cửa sổ là mở ra cái sân vườn lúc nãy đó. Tặng máy lạnh luôn nè, tặng tủ quần áo, tủ để đồ, tặng luôn. Đó, cái diện tích phòng ngủ nè, cô chú anh chị thấy rất là rộng ha. Đèn ngủ đồ có sẵn luôn, lát gạch giả gỗ. Đó, để một cái nệm, hai cái tủ, mà chúng ta thấy cái không gian còn rất là rộng. Cái cửa sổ là ra sân vườn, có rèm cửa rồi ha. Đây, cửa phòng ngủ nè, cửa khung nhôm kính mờ, bộ bàn ăn bằng gỗ, khung này là bằng sắt. Rồi, đây là phòng ngủ thứ hai, cũng có máy lạnh, có cửa sổ đâu luôn. Cái phòng ngủ thứ hai thì nó nhỏ hơn cái phòng đầu tiên chút xíu. Có kệ tủ, có bàn làm việc đâu luôn ha. Đây, cửa sổ là nhìn ra ngay cây cốc. Thì anh chị chủ nhà hiện tại là ở cái phòng đầu tiên, còn cái phòng thứ hai này thì làm cái phòng làm việc ha. Ngay phía sau cái bếp nè là chỗ để máy giặt. Còn phía bên đây á là nhà tắm toilet. Cửa khung nhôm kính mờ. Thì nhà tắm toilet cô chú anh chị sẽ thấy á rất là rộng luôn, có bồn tắm nằm luôn ha, có máy nước nóng lạnh luôn. Gạch men dán tường lên tới trên nè. Đó, có một cái ô cửa. Này không phải là cửa sổ, tại vì cái cửa là gắn cố định luôn. Đó, cửa kính, có rèm che ha. Có bồn tắm nằm, bồn cầu liền khói. Đó, lavabo nè, có hộc tủ rồi nữa. Nhà tắm, nhà vệ sinh rất là rộng luôn cô chú anh chị. Đúng cái dạng là homestay nghỉ dưỡng vậy ha. Giống như đi du lịch resort đồ này kia vậy đó. Rồi, bây giờ ra chỗ hồ bơi. Tổng diện tích đất trên sổ là 156,5 m², có 60 thổ cư. Chúng ta lời thêm bên hông là khoảng 5 m ngang của cái đường á, giờ nhà nước là chưa mở. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch thì nó không có cái đường đó luôn. Cho nên hiện tại chúng ta cứ sử dụng tạm ha. Khi nào nhà nước mở thì tính. Còn hiện tại là chưa mở. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch là không mở luôn. Rồi, chỗ hồ bơi thì có cái bộ ghế sơn màu trắng dễ thương ha. Có máy che nè, máy hiên di động nè. Có đèn chiếu sáng. Hai cửa sổ này là của nhà bếp nè. Xung quanh thì xây tường cao lên hơn 2 m. Rồi bên trên là có thêm cái khung sắt lưới B40 nữa. Và xung quanh hồ bơi thì có cỏ nhân tạo. Cái hồ bơi nè cô chú anh chị ơi, cái hồ bơi thì mini thôi. Anh chị kiểu ở đây mà không có bơi á, cho nên là không có bơm nước vô ha. Anh chị nói là hồ bơi vẫn sử dụng tốt nha. Cái chỗ này là có một cái cây bằng lăng nè, ra bông tím nè. Đó, phía trước cửa cũng có máy hiên rồi luôn. Nhà xây tô lăng bê xung quanh ha. Xung quanh là có tường, có khung rào. Đó, bồn nước inox để ở đây. Nhà này á, là mới xây có 2 năm thôi nè cô chú anh chị. Đây, sổ hồng này là năm 2021 nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái sơ đồ ha. Đây, mặt tiền chính của nhà là cái đường này nè. Đường 10 m nè. Là hướng Tây nha cô chú anh chị. Còn cái đường bên hông, cái chỗ mà làm nhà xe, làm cái sân vườn á, thì trên sổ nè, cũng là cái đường 10 m luôn. Nhưng mà đường 10 m bây giờ nhà nước chưa mở, xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch đó là bây giờ không mở con đường này luôn. Đó, cho nên là căn nhà đang cần bán là sử dụng tạm 5 m của cái đường 10 m này ha, để làm cái sân vườn và cái nhà để xe bên hông á. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái diện tích được công nhận trên sổ ha. Ở phía trước nè là chiều ngang 20 m 47, chiều dài vô là 13 m 16. Hồ bơi là phía chỗ này nè,
Đó, cái cạnh ở phía sau là 18,46. Rồi cạnh này là 6,13. Thửa đất số 271 tờ bản đồ số 12. Địa chỉ ấp Trường Giang, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Diện tích đất trên sổ là 156,5 m², hiện tại có 60 m² thổ cư, còn lại đất cây lâu năm, đất vườn á. Giá bán 1 tỷ 250 triệu. Bây giờ Tấn đọc số điện thoại của chị Phương, chủ nhà, để cô chú anh chị liên hệ ha. Số điện thoại là 0979 348 653, 0979 348 653, 0979 348 653. Gặp chị Phương, chủ nhà, không có qua môi giới trung gian nha. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha. Bây giờ Tấn sẽ quay đường xá dân cư vòng vòng đây cho cô chú anh chị coi thêm ha. Đây, bây giờ Tấn sẽ quay từ nhà chạy ra đường Trần Phú cho cô chú anh chị coi ha. Đây là mặt tiền của nhà này cô chú anh chị ơi. Nhà sơn cái màu rất là sáng luôn ha. Đây, thì cái đường này nè là đường số 64 Trần Phú. Chúng ta đi ra 250 m là ra đường Trần Phú, lộ giới tới 40 m. Cái đường này thì sắp tới sẽ lên nhựa. Còn bây giờ Tấn đi cái đường 66 bên đây là đang lên nhựa, sẽ đẹp hơn ha. Tại vì đường đã được nâng cấp rồi, đẹp hơn. Còn khi nào cái đường 64 ta làm thì nó sẽ thuận tiện hơn để chúng ta đi ngoài Trần Phú đi vô nha cô chú anh chị. Khi cái đường số 66 này làm xong nè là sẽ làm tới cái đường số 64 nha. Đây cô chú anh chị coi, đường đang lên nhựa, làm cao ráo, rộng rãi ha. Đó, thì cái đường này lộ giới cũng là 10 m nè. Cái đường 64 cũng là 10 m luôn. Ở khi đường 64 mở rộng thì nó cũng sẽ y chang cái đường này nha cô chú anh chị. Đường xá đây thì theo dặn bằng cờ, cứ đi xíu là có cái ngã tư. Đó, chúng ta thấy xe cộ qua lại ngoài đường Trần Phú rồi đó. Đường Trần Phú ngày xưa gọi là lộ Bình Dương, là cái trục đường từ ngoài quốc lộ 22B đi ngang chợ Long Hải, đi ngang chỗ này, đi ngang chợ Long Hoa, đi thẳng lên Tòa Thánh và thông với đường Điện Biên Phủ đi lên núi Bà Đen luôn á. Đó, đi qua ba cái ngã tư nha là sẽ tới đường Trần Phú. Đường mình đang đi là đường số 66 nha. Đó, mốt đường 64 ngay nhà đó, nâng cấp lên là cũng sẽ đẹp như thế này luôn. Cái khúc ngoài đầu đường nè là nhà nước đang làm cống thoát nước nha cô chú anh chị. Đó, đối diện là quán cà phê Di Di, rồi nhà lầu đồ rất là nhiều đó. Phía bên đây là có nhà máy Thái rồi nữa nè. Thì bây giờ Tấn sẽ quay thêm khúc từ chợ Long Hải chạy lên tới đây cho cô chú anh chị coi nha. Để bây giờ Tấn quay thêm một đoạn cho cô chú anh chị coi trên đường Trần Phú ha. Cái hướng này là từ ngoài quốc lộ 22B chạy vô. Từ ngoài quốc lộ đi vô 2 cây số thì chúng ta sẽ tới cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ ngay phía trước chợ Long Hải. Cái đường nằm ngang là đường Ngô Quyền. Quẹo phải 100 m là nhà lồng chợ Long Hải. Ngay sau lưng chợ Long Hải là trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2. Ngay khu vực chợ Long Hải rất là đông đúc và nhiều tiện ích nha cô chú anh chị. Chợ Long Hải có hai cái bách hóa xanh luôn, có điện máy xanh, thế giới di động ha. Thì từ hướng quốc lộ 22B đi vô là chúng ta sẽ đi thẳng luôn. Đây, quẹo phải có 100 m thôi là chợ Long Hải nha, trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh. Điện máy xanh, thế giới di động nè. Cái đường này á, ngày xưa gọi là lộ Bình Dương á, bây giờ nhà nước nâng cấp mở rộng lên, lộ giới tới 40 m. Đường mới làm rất là đẹp ha.
đường Trần Phú. Cái đường nhánh bên phía tây phải là đường số 52 rồi nè. Đó thì đường vô nhà là đường số 64 hoặc là 66. Đây là đường 54 rồi nè. Chúng ta đi ngang qua ban chỉ huy quân sự của thị xã Hòa Thành bên tay phải nè. Còn đi thẳng lên thì hướng lên chợ Long Hoa, lên Tàu Thánh, đi thành phố Tây Ninh, đi núi Bà Đen thì cứ chạy thẳng cái hướng này nha. Cái đường này á, sắp tới là người ta sẽ xây nhà, xây biệt thự đầu dọc theo đường này nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Do là đường này mới nâng cấp có 2-3 năm thôi. Nhà cửa người ta xây mới lên, từ từ sẽ nhiều lên ha. Đường rộng đẹp, lộ giới tới 40m là rất tuyệt vời luôn. Thì cái đường vô nhà là đường số 64, hoặc là chúng ta đi đường số 66 cũng được. Đường số 64 bên tay phải nè. Đường đang làm đường ha, đang làm chỗ này đang làm cống thoát nước hay gì đó. Đây còn chỗ này là đường số 66 nè. Đó thì quẹo vô là qua ba cái ngã tư. Rồi mình quẹo phải là tới nhà ha. Đây, đầu đường quẹo vô nè, cà phê Di Di nè. Đó, nhà lầu đối diện rất là đẹp ha. Đi thẳng lên hướng này cỡ chừng một cây số nữa là chợ Long Hoa nha, một cây số rưỡi nữa là Tàu Thánh, Cao Đài, Tây Ninh á. Đây, đối diện nè. Thì vị trí nhà Tấn sẽ để cái đường link Google Map á trong phần mô tả nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.